tứ kết đồng đội nam ghi đồng giữa hai đội Hải Dương và đội Đồng Nai, và đây cũng là trận đơn của hai vận động viên chủ lực của hai đội. Thứ tư giữa hai vận động viên chủ lực của hai đội tuyển nhi đồng nam Hải Dương và Đồng Nai vòng tứ kết giải đồng đội. Đồng Nai đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-1.